Tôi qua ở chỗ góc chợ bán chợ cá, chợ Vạn Phúc, bây giờ có bán cái vườn sen, những súng đẹp quá các bạn. Đẹp, tôi cũng không xa nhưng mà nhìn thấy sen là cũng mê đấy. Đẹp, sen, giống sen mini ấy mà. Giống sen mini đẹp lắm, rất chậu mà. Không cần hồ cá biết gì đâu, hồ ao gì đâu. Chậu và lá nó nhỏ lắm. Nó rất là đẹp, có cả hoa trắng, hoa hồng. Mình thích lắm, mùa hè, mùa sen. Sen súng. À, 200 một chậu, có hoa luôn này. Rẻ. Rẻ chứ. Túi à? 200 một chậu sen à bạn? 200 một chậu ạ. 200 chậu trắng. À, thế còn hồng thì bao nhiêu? 250. Còn to này thì như nào? À 400. Bên đây 300. Thế còn súng là như nào? Chân là cả chậu này luôn à? Không, à trong này cái chậu nhỏ này. À rồi 300 súng tím. Đấy, đẹp. Đẹp không? Tôi ngửi đấy, tôi chưa ngửi cái hoa này giờ. Bông súng hôm trước của miền Nam nó thơm lắm các. Thơm đấy. Hoa này thơm mà. Bông súng thì miền Nam, các bác miền Nam hay ăn cái bông súng này. Rất là lấy cái cảm này ăn lẩu nước đại loại vậy, đẹp đấy. Đây về 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 không thì cứ một một đẹp chậu đẹp để chân này lâu đẹp nhỉ. Cái giống này nó là bé này đúng không, chứ không phải là đây chậu này đẹp như cái chậu đẹp đẹp này thì bao nhiêu ạ? Chậu hai cho à, chậu hai giống này nó nhỏ mà ngoài nhỉ. Anh ơi thì cũng chẳng cần tâm nhưng mà em nó bảo màu của cái này xấu. Xấu 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 đi. Đang mùa sen này. Xin phép cũng phiền bà tí nhá. Màu gì ra màu đấy, ôi chỉ đơn giản. Cái chồng này đẹp. Cũng quá đơn giản. Mà ở đâu đến đây mà. Đang rất nhiều núi. Em đi từ trong vườn đi ra có hướng cái chỗ của vườn. Đấy, tinh khiết chưa? Một bên thì đã nở, một bên thì còn nở. Đấy, khi mà chơi sen là rất là hay. Nhưng mà là cây sống các bác nhá. Cây sống nhá. Lá sống nhá. Cái thứ hai là hoa tươi, hoa thật. Rất bền. Cái thứ ba là khi mà rụng hoa ra thì những cái cánh này mình cũng thể để xuống cái nước này và làm đẹp, mắt nước cũng rất là đẹp. Cái thứ ba là khi rụng hoa thì nó còn như cái đài sen này này. Đấy, còn chơi tiếp cũng rất là hữu ích. Thậm chí bác nào mà còn đam mê nghệ thuật trà thì để trà vào đây này, ướp lại, uống, tao nhã chưa? Mình thì không đang hiểu món trà đạo lắm nhưng mà đại loại là nó sẽ như thế. Đấy, khi mà nó chúm chín nở thì các bác có những nghệ nhân trà nhé các bác nhé, tức là thửa những cái trà ngon rồi thì tôi cũng nói gì, trà là trà đặc biệt, trà ngon rồi mà ngắt vào đây mà chọn thời điểm mà ngày trong ngày sáng sớm hay là gì đấy đại loại là để có được cái hương nó tốt nhất thì úp thả trà vào đây xong rồi để ướp trong này trong khoảng thời gian nào đấy thì lại ra thu về thì nó được lựa chọn cái hương sen và cái cơm sen này. Đấy, đại loại như vậy. Tôi không làm hiểu lắm nhưng mà nhìn sơ sơ là biết. Đấy là một cái bông hoa tàn, còn đây là một bông hoa đang nở, nhìn rất là ngoại hương cánh sen đây, nhìn rất là tinh khôi, thuần khiết. Nhìn kiểu như không mới lớn đúng không các bác? Đấy, xuống chín hồng. Đẹp không? Các bác nhìn này. Đang bán rất chạy các bác, đúng mùa sen này, rất nhiều người mua mà nó rẻ, nó hợp lý mấy trăm nghìn thôi. Bây giờ đi mua nhất là các bác yêu hoa ấy. Chứ còn mà đi mua bonsai các bác, bây giờ mua 300-400 nghìn mua được cây nào ra hồ nó khó lắm. Đấy, các bác chơi thì mỗi người một lối chơi và nó cũng phải tính kinh tế này. Đấy, đi chơi giò nhỏ nhỏ này, nó có hoa. Hoa
hoa và nó còn rất nhiều những cái nụ nữa. Chơi nghĩ là bền. Và thậm chí hết hoa thì mình chơi lá này nó vẫn đẹp sao đấy. Đây là một cái chơi rất hay. Có điều là cái chậu nó hơi bẩn và nó có nước, con nước thì có muỗi thôi. Thì các bác để làm sao đấy nó sạch sẽ, không có muỗi là được. Muỗi nó bọ gậy nó đẻ đẻ đấy. Đường và đấy, một bên là rừng hoa này. Bên này là rừng những cây tạm gọi là bonsai đi, cây cảnh. Đấy. Cây như này mua thì đâu có thể đơn giản là tầm chưa ra hồn gì nữa đâu, tầm chục triệu rồi. Bây giờ không chuyên về món đấy thì ta chơi hoa đi các bạn ạ. Cần thiết mà là có cây đấy chứ có phải hoa là cắm một lần nó vứt đi đâu. Chơi hoa nhưng còn cây, hoa tàn thì còn đài còn nhụy, còn rất nhiều thứ. Và cái giống này nó là giống mini các bác nhé, cho nên là cái giống này nó nhỏ này chứ nó không to đùng có hoa. Còn những chậu to thì kia thì những chậu to nó không to được như sen ở ngoài hồ đâu. Đấy, chúm chín đây cái giống như này, chúm chín này còn giữ được mùi hương ấy và nó mới ấy. Thì ướp trà thì tuyệt vời, được. Để những cái hoa như này rất tươi mà các bác, vì nó là cây sống rất là tươi. Nhìn các bác dễ chịu. Đi từng giò một xong rồi sang xem cái sen trắng kia nó như nào. Sen hồng thì đẹp rồi, sen hồng nó đắt hơn. Sen trắng. Sen nhỏ. Đây là cái sân đỏ này là 250 lượng nhỏ, 200 lượng trắng. Trắng nó rẻ hơn 50.000. Súng xếp này. Đây. Xem trắng này, tinh khôi, trắng tinh khôi. Có cái xe mở ra giá cả đi. Cái hoa súng thơm này. Đấy có cái bông một mật. Đấy, trắng xanh, thích không? Còn ai thích màu gì thì mua. Đi vào đây kiểu cảm giác nó thanh tịnh hơn đúng không nhỉ? Cảm giác nó mát mẻ, nó cái màu sắc hoa nó tao nhã, vẫn có nước có lá xanh nhìn nó rất là dễ chịu. Cảm xúc nó khác so với mình đi xem bonsai nữa. Vô ghê, rồi ra nua, cục cằn, đại loại như vậy. Nghệ thuật nào cũng có những cái riêng của nó mà. Đẹp quá. Này mà chỉ tranh thủ cho ít trà vào đây rồi. Là có trà ngon. Là có trà ngon. Là có trà ngon uống đấy. Ủa có quả con ong không này này. Cô vẫn làm trà sen để bán. Ô trên làm, ô trên mưa, các loại ô nào. Vào xem súng cháu ơi. Ai ô này. Để chơi treo gói con ong. Nhà mình là chuyển từ đâu ra đây đấy? Hồ Tây à? Hay đâu? Bán cây thì vẫn bán. Nhà bên đây sang đây. À. Nhà bên kia. Đang mùa sen này. Bông hồng này là có. Đây là cây. Mình vừa. Ồ, có cái
cây hoa súng này hoa lạ các bạn nhỉ. Hai ông bà đang rất hấp dẫn ở khu vực này. Rồi, xin cảm ơn hai bác nha. Về cháu tiếp cho hai bác lên để hai bác cùng thưởng thức.